Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Giáp Tý. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các em về vận hạn của 6 tháng cuối năm của năm Tân Sửu năm 2021. Một trong những cái năm có lục hợp với tuổi của Giáp Tý 1984. Tuy nhiên là sao mệnh của năm thì lại không được tốt đẹp, cũng như vận niên của năm là không được tốt đẹp, vì đang ở trong cái giai đoạn người ta gọi là đại hạn 10 năm. Có cái hạn 37 tuổi, 38, 39, sau đó từ năm 40 trở đi thì người nam nữ mạng của cái tuổi này mới trở vào cái đại vận, nhiều cái thuận thành tốt đẹp, tức là tới cái năm Giáp Thìn á, năm 2024 trở đi thì người Giáp Tý, đặc biệt là nữ mạng sẽ vào cái đại vận và tiền tài ok. Còn bây giờ thì chỉ là 88 ở trong những cái năm cuối của cái đại hạn 10 năm, trong đó có mới trải qua cái năm vừa rồi là năm 37 tuổi, hạn thải tuế rồi mọi thứ, cho nên là năm nay từ đầu năm tới bây giờ tuy được năm lục hợp nhưng cũng không phải là năm mà có tiền tài gì to lớn, chỉ là mọi chuyện nó hanh thông hơn, tốt đẹp hơn trong cái năm Canh Tý năm 2020 mà thôi. Thì anh đã chia sẻ cái vận hạn tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 trong hai cái video riêng biệt dành cho nam và nữ ở đầu năm rồi. Bây giờ thì anh chỉ tổng hợp chung cái vận hạn thì nó khá giống nhau, đặc biệt là với người Giáp Tý nam và nữ mạng. Người nam mạng thì có sao Khổ Tú, nữ mạng thì có sao Văn Hớn, đều là những cái hung tinh, gọi là phá tinh nhiều hơn, cho nên là khá giống nhau về cái sao. Rồi đó là hạn của năm cũng giống nhau, cả nam lẫn nữ của hạn này đều là hạn ngũ mộ, một trong những cái hạn mà tài lộc không được may mắn, tình cảm thì dễ có những chuyện bất an buồn bã, không có tốt đẹp trong cuộc sống. Vận niên của năm cũng giống nhau luôn, khi mà vận niên là trư phù hỏa, người ta gọi là heo, cái hình tượng mà con heo mà gặp lửa đó, giống như con heo đang bị quay vậy đó. Đây là một năm là vận niên xấu, chỉ về thiệt thân mà người khác thì được hưởng lợi, cho nên nếu mà năm này mà có cái vận niên như thế này cộng với sao hạn thì tránh làm việc gì mà giúp người, đôi khi là mình không được gì hết mà còn phải bỏ tiền túi ra thiệt thân. Đây là những ngày cuối tháng 4 rồi, tuy là mới có 4 tháng đầu năm, chính xác là khoảng mới có qua một quý nếu mà tính từ âm lịch, nhưng mà người Giáp Tý thì nghe anh chia sẻ cái phần 6 tháng đầu năm thì chắc cũng phần nào nắm được, và bây giờ thì các em cũng đã trải nghiệm biết rằng là mình đang ở trong một năm không tốt ha. Đó là những cái sao hạn vận niên nhìn từ vẻ bên ngoài của một cái tử vi. Bây giờ thì mình đầu xét xem cái vận hạn của từng tháng, thể hiện mỗi tháng thì là mỗi cái con giáp nó đứng, nó chấn, thì xem là cái con giáp đó hợp với tuổi của mình không, nó sẽ thuận thành hay là nó sẽ có cái sự sụt chặt. Dĩ nhiên là nó sẽ không hoàn toàn chính xác cho tất cả những tuổi, tuy nhiên là nó sẽ có một cái độ gọi là gia giảm tương đối thôi, chứ còn mà biểu người này nó phải bị như vậy, còn không phải, còn phải lo với cái phúc ngày tháng năm sinh của họ được bao nhiêu cân bao nhiêu lượng, xét về tử vi tức là số họ tốt hay không. Giáp Tý cả nam lẫn nữ mạng cũng vậy, có những người rất tốt nhưng mà cũng có những người rất lợn đợn, còn đó là tùy vào duyên, vào nghiệp, vào cái ngày tháng năm sinh, rồi cái người phối ngẫu của mình có tương trợ cho mình hay không, có tốt đẹp cho mình hay không. Nếu như năm nay mà hai con Tý luôn, hoặc là người tuổi Tý, vợ tuổi Tý, chồng mà tuổi Sửu, hoặc là tuổi Kỷ Mùi thì thôi rồi, hai vợ chồng từ đầu năm tới giờ gia đạo không yên, mọi điều thì nó không tốt đẹp. Điều đó thì mọi người sẽ phải tự cảm nhận thôi. Rồi mọi người, nếu mọi người thấy mình nói đúng, mình đang ở trong trường hợp đó, nhớ comment khen mình câu nở mũi coi, để mình coi quý vị có thấy tôi đẹp không nữa ha. Mai mốt mà để mà nói quá mà không có ai khen mình, mình hỏi quý vị có thấy tôi nói đúng không nữa là mệt đó, nghe chưa. Rồi trở lại với cái vận hạn 6 tháng cuối năm. Rồi tháng đầu tiên của vận hạn 6 tháng cuối năm chính là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo. Đối với tử vi tháng 7 chỉ là tháng Bính Thân, một tháng mang hành hỏa, hành hỏa. Như vậy xét về trụ mạng là hỏa sẽ khắc kim. Bổn mạng sức khỏe không được tốt, đề phòng tai nạn phạm thân, thậm chí là có nguy nan tới bổn mạng. Rồi thiên can giáp bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Giáp thì thuộc hành mộc, bính đinh thuộc hành hỏa. Đây là thiên can bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Đây là tháng rất dễ có suy hao tài lộc, một là không lớn, hai là nằm trong cái sự tính toán hoặc là mình muốn đầu tư ha. Địa chi thì khá thuận thành, khi người tuổi Tý gặp tháng thân thì nằm trong bộ tam hợp thân Tý Thìn, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc nữa. Như vậy ok, về mặt gia đạo tình cảm, các cái mối quan hệ trong công việc tốt, tuy nhiên phải cẩn thận bổn mạng và sức khỏe khi tháng là tháng hỏa ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu của năm Tân Sửu, tức là tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu của năm 2021. Tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy là sao? Hỏa tiếp tục khắc kim, tháng khắc bản mệnh sức khỏe không tốt, cẩn trọng bổ mạng sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân, thậm chí là nguy nan bổ mạng đối với nữ. Thiên can thì giáp đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của giáp là mộc, bính đinh là hỏa, thì đây cũng không khác gì nạp âm ngũ hành của thiên can. Tháng 7 là bị sinh xuất, tháng này dễ suy hao tài lộc, thậm chí là nhỏ thôi chứ không lớn. Địa chi dậu tý, tý ngọ mão dậu, dậu tý nằm trong bộ tứ hành xung, tuy nhiên nó xa nhau, không phải chính xung, cho nên gia đạo tình cảm hoặc các mối quan hệ nếu có va chạm thì cũng nhỏ thôi chứ không lớn. Đặc biệt đối với nam thì cái sao mà thổ tú thì nó hoành hành nặng vào tháng 4 và tháng 8. Ngược lại với nữ, sao văn hớn thì lại hoành hành nặng từ tháng 2 và tháng 8. Thì đây là hai cái tháng, đây là tháng hai cái sao thổ tú và văn hớn đều hoành hành mạnh, và nên nhớ hai cái này là phá tinh, cho nên cẩn thận nhiều hơn, không bởi vì nó là tháng tư khắc bản mệnh. Tháng khắc bản mệnh thì phúc tinh tài tinh của tháng đó coi như đem dục, không có xài được, phá tinh bại tinh nó hoành hành, mà lại đúng vào cái tháng văn hớn và thổ tú phát triển mạnh, thì nam nữ mạng giáp tý làm ơn cẩn thận dùm anh tháng 8 ha. Tiếp tục là tháng 9, tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất của năm Tân Sửu là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất thì là một tháng mộc, như vậy mạng thì cái người mạng kim đại hải thủy, mạng kim hải trung kim này thì vẫn phải bị bổn mạng khắc tháng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn bệnh nạn nhẹ, đỡ hơn hai tháng trên ha. Thiên can chữ giáp của giáp tý sẽ khắc chữ mậu của Mậu Tuất. Thiên can khắc tháng xấu, công việc cẩn trọng, có kẻ phá hoại, dễ suy hao tài lộc. Rồi tiếp tục đối với địa chi, tý tuất là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy tháng 9 cũng không tốt đẹp cho lắm, vừa bị gì bản mệnh khắc tháng, thiên can khắc tháng, vừa không tốt về bổn mạng, vừa không tốt về công việc. Như vậy là biết là mình phải chuẩn bị những gì rồi ha. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, chính là tháng Kỷ Hợi, mà tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc. Xét về trụ mạng là sao? Kim của tháng hải trung kim vẫn tiếp tục khắc mộc của tháng, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn bệnh nạn nhẹ. Rồi thiên can thì tốt đẹp khi chữ giáp của giáp tý hợp với chữ kỷ của Kỷ Hợi, người ta gọi là thiên can thuộc ngũ hợp. Đây là tháng rất dễ có tài lộc, công việc hanh thông, mọi điều sẽ tốt đẹp, đặc biệt là những cái gì về công việc. Nếu như có phải giải quyết cái việc gì đó lớn lao ở trong cái năm này, mình nên để vào tháng 10 mà làm, đặc biệt là khai trương một cái gì đó, bắt đầu một công việc mới. Dù là tháng 5 là có vân hớn cho nam và thổ tú cho nữ, quên ngộn ngược lại, văn hớn cho nữ là thổ tú cho nam đi nữa, thì tháng này mình khai trương mọi thứ thì nó cũng sẽ tốt đẹp, không có vấn đề gì. Địa chi hợi tý tự chủ bên hòa, không hình hài cũng không xung khắc nhau. Như vậy tháng 10 không có cái sự xung khắc ở trong gia đạo tình cảm và các mối quan hệ trong công việc. Tháng này chỉ xấu về bổn mạng chứ không xấu nhiều về các thứ khác, nhưng mà xấu về bổn mạng cũng nhẹ nhàng, không đến nỗi nguy nan và mất mạng. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì là một tháng thổ, như vậy xét về trụ mạng là thổ sinh kim, bản mệnh sức khỏe được tốt. Vì sao? Vì tương sinh về bổn mạng, sức khỏe và bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh sẽ phần nào được phát huy tác dụng đỡ đần cho cái việc thiên can bị chữ căn của tháng khắc chữ giáp của thiên can mình. Thường mà thiên can mà khắc tháng thì công việc mọi thứ rất là dễ xảy ra những cái việc không tốt đẹp, lâm vào bế tắc, thậm chí là sẽ đáo tụng đình, đặc biệt với nam. Tuy nhiên nhờ cái bổn mệnh tương sinh thì mình hy vọng rằng cái gì nó sẽ nhẹ nhàng và lướt qua. Địa chi tý của tuổi gặp tháng tý, năm sinh tháng tuổi, mối quan hệ trong xã hội, mối quan hệ trong làm việc, nói chuyện sẽ không được tốt đẹp cho lắm, nhiều khi sẽ bị những cái việc nó không đáng có mà xảy ra, nên cẩn thận. Như vậy tháng 11 sẽ xấu về gì? Công việc và các cái mối quan hệ trong xã hội. Còn bổn mạng sức khỏe thì được tương sinh tốt, không vấn đề. Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, chính là tháng Tân Sửu luôn. Tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu. Rồi, xét về mạng, tháng Tân Sửu là một tháng thổ. Như vậy thì bổn mạng được tương sinh tốt, không có vấn đề về sức khỏe bổn mạng, thậm chí là phúc tinh tài tinh, vì thế được hưởng lợi. Tiếp theo là thiên can. Thiên can thì chữ tân với chữ giáp không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, nên ok, không có vấn đề gì về cái việc công việc ở trong cái tháng cuối cùng của năm Tân Sửu này. Thật sự ra thường á, mà mấy cái sao hạn á, thì tháng cuối cùng á, là nó không có nặng nề lắm. Lý do tại sao? Vì á, là tháng cuối cùng của năm thường thì chúng ta làm việc có nửa tháng, nửa tháng sau là lo sắm sửa đồ này kia. Nhưng mà tháng như thế này thì tốt đẹp. Vì sao? Vì đối với địa chi thì tý với sửu là một cặp địa chi lục hợp. Thường người ta nói gặp địa chi lục hợp thì tốt cho gia đạo tình cảm, nó còn lục hợp mà 6 cái hợp thì nó sẽ còn hợp nhiều cái khác nữa, trong công việc cũng có được sự nhờ đỡ, thậm chí bổn mạng và sức khỏe. Như vậy kéo tới tháng 11 xong là coi như tháng 12 người giáp tý sẽ khỏe khoắn hơn, tốt đẹp hơn. Thôi ăn một cái Tết gọi là mừng, bơi được qua một cái khúc sông toàn là cá sấu với cá mập không, nó không cắn được phát nào là mừng, đúng không? Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến với các em giáp tý, cả nam lẫn nữ mạng, cái vận hạn 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021. Bên cạnh những mặt khó khăn thì cũng còn đó những tháng tích cực, chứ không phải tháng nào cũng xui. Nhưng phải chú ý giùm mình, đó là tháng 8 và tháng 11. Tháng 8 khi mà cái sao thổ tú và văn hớn cùng phát huy cái hung hãn của đó. Tháng 11 thì chữ canh của tháng khắc chữ giáp của thiên can ảnh hưởng công việc tài lộc, mà mấy người giáp tý thì thương tiền lắm, đặc biệt mấy bà nữ thương lắm, thương ơi là thương luôn. Rồi hy vọng rằng những thông tin anh vừa chia sẻ sẽ giúp được các em định hình xem mình nên làm gì trong những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021, để mà có một năm Tân Sửu không phải là năm thất bại. Rồi, các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.